sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời, lời Việt thương ngàn năm văn hiến, đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng hát. Cao Minh Hân xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng để theo dõi chương trình Câu lạc bộ Từ nghệ sĩ Talk Show ngày hôm nay, và chúng tôi một lần nữa rất hân hạnh trong studio của đài IBC TV để đón tiếp luật sư Nguyễn Quốc Lân là trưởng ban tổ chức của chương trình mừng lễ hội Hoa Đăng Điêu Sài Gòn chúng ta kỷ niệm 35 năm thành lập. Một lần nữa cảm ơn luật sư Lân, rất là bận rộn, chỉ còn không còn bao nhiêu ngày nữa để đến một cái chương trình, một cái phải nói là một cái sự kiện quan trọng của cộng đồng người Việt Nam tị nạn chúng ta. Thì kính thưa quý vị, nhắc đến Liêu Sài Gòn thì đến ngày hôm nay chúng ta đã quen thuộc với tên gọi Liêu Sài Gòn và trở thành một cái nơi chúng ta gọi là thủ đô, là thủ phủ của người Việt tị nạn chúng ta. Đồng hương chúng ta khắp nơi khi mà về miền Nam Cali thì không thể nào không ghé qua Liêu Sài Gòn, một trong những cái mốc, những cái nơi, những cái địa danh như là Phước Lộc Thọ vân vân. Thì ngày hôm nay cùng chính nơi Phước Lộc Thọ, ngày 10 tháng 6 lúc 4 giờ sẽ được tổ chức 35 năm thành lập. Một lần nữa cảm ơn luật sư Lân trong vai trò trưởng ban tổ chức, bao nhiêu công việc sắp xếp để chúng ta sẽ có một cái lễ hội hoa đăng đúng nghĩa của nó, để nói lên sức sự trưởng thành, sự đoàn kết của cộng đồng Việt Nam chúng ta. Thì được biết hàng năm cho đến hàng triệu người từ khắp các nơi đổ về Westminster, đặc biệt là Liêu Sài Gòn. Thì với cái lượng du khách đó, và Liêu Sài Gòn cũng là một cái nơi, một cái địa danh dòng như là giao tiếp giữa Disneyland, rồi chúng ta có Huntington Beach, rất là quen thuộc, và rất là nhiều địa điểm du lịch ở miền Nam Cali nếu mà quý vị không quen thuộc ở Orange County ở đây. Thì nhắc đến những cái công việc mà sắp tới đây, cộng đồng chúng ta đã được sự lớn mạnh và sự quan tâm của những dân cử, rồi những cái cơ quan du lịch như vậy, thì luật sư Lân có thể chia sẻ thêm cái sự trưởng thành, sức mạnh đó làm thế nào để chúng ta tiếp tục và phải nói là phát huy cái sự trưởng thành đó qua cái lễ hội hoa đăng này, thưa luật sư? Dạ vâng, với cái sự hỗ trợ của các vị dân cử gốc Việt, chúng tôi đang có kế hoạch phát triển cái khu Liêu Sài Gòn thành một cái trung tâm du lịch của tiểu bang. Cũng như cái quận Cam ở đây, với cái sự phối hợp, cái sự tài trợ cơ của chính quyền đó, để mà liên kết cái khu Liêu Sài Gòn này với cái tuyến đường đi Disneyland. Ví dụ chỉ còn một chuyến xe bus đi từ Disneyland xuống thôi là có thể đến Liêu Sài Gòn, cũng từ North Bay Farm, và cũng là tuyến đường đi những cái khu như là SeaWorld San Diego chẳng hạn. Thì khi mà nối kết nó lại như vậy đó, chúng ta cần phải tân trang cái khu vực ở đây để chúng ta gọi là nhiều chỗ đậu xe, đi bộ dễ dàng hơn, các cơ sở hàng quán. Thành phố chúng tôi họ tính chuyện là lập cái cơ sở gọi là ngồi vỉa hè chứ vậy, giống Pháp, giống Ba Lê, chứ không phải trong nhà hàng như ngày trước đây nữa. Mà muốn làm như vậy đòi hỏi là các thương gia cần phải hỗ trợ, nghĩa là bỏ tiền tân trang lại cái khu thương mại của mình. Và khi mà có cái phát triển như vậy thì chúng ta mới dễ dàng phát triển cái khu du lịch của chúng ta, phát triển cái khả năng về tài chính, về thương mại của cộng đồng Việt Nam chúng ta, để mà hỗ trợ nhiều cái chuyện khác trong cộng đồng. Cho nên cái mục tiêu này mà có đạt được cái này đó, chúng ta một phần phải là liên kết ngay cả với Garden Road nữa. Hiện nay Garden Road nó nằm cô lập ở ngoài, nó không có hợp tác với Westminster. Thành ra cần phải có cái sự liên kết với cái nơi như vậy, để chúng ta mới có cái sự liên kết với là quận Orange County để mà họ phát triển cái khu vực lớn hơn như vậy. Và đó là một cái đương nhiên cái những dự án này đang được chuẩn bị cũng để phải liên kết với những cái dự án của quận. Ví dụ như là khi mà họ gọi là khai họ trả lại cái đất của Miles Square Park cho County đó, thì một phần lớn cái đất đó sẽ được sử dụng cho mục đích của cộng đồng. Và chúng ta cần phải có đại diện ở văn phòng giám sát viên đó để mà sử dụng cái đất đó để cho những mục đích như là xây dựng trung tâm văn hóa Việt Nam, hay là cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Tại vì cái đất trong khu Liêu Sài Gòn chúng ta không còn đất nào nữa mà rẻ tiền có làm được, cho nên là đất chính phủ cho nên chúng ta cần phải có một cái ghế ngồi ở cái bàn hội nghị đó để mà vấn đề khi mà họ phong tỏa, họ giải tỏa cái khu đất của Miles Square Park đó, thì mình có cái quyền được đòi hỏi cái đó, để mà đòi hỏi những cái quyền xây dựng những cái mà cộng đồng Việt Nam chúng ta rất là muốn. Ví dụ như là trung tâm văn hóa, hay trung sinh hoạt, hay là đền Hùng, tất cả những cái biểu tượng nó rất là quan trọng, không những cho cộng đồng Việt Nam mà cho cái sự đóng góp của cộng đồng Á Châu của khu vực này. Thì đây là công việc của cộng đồng Á Châu chứ không phải là của riêng những người Việt Nam.
Kính thưa quý vị, một lần nữa thì Cao Minh Hưng có dịp để nhìn lại những cái hình ảnh như là luật sư Lân có nhắc đến, sinh viên anh Trần Thế Vân lúc đó, thì anh Trần Thế Vân rất là trẻ và cũng đã dấn thân, thì nhìn cái sự hoạt động chúng ta nhìn lại để chúng ta thấy rằng chúng ta nên chọn những người mà chúng ta tin tưởng và có lòng với cộng đồng, chúng ta thấy mà những công việc họ đã làm trong quá khứ và chúng ta tin chắc rằng với cái đà đó họ sẽ tiếp tục phục vụ cho cộng đồng chúng ta trong tương lai. Có tiếng nói như là luật sư Lân có nói thì chúng ta mới thể hiện được, mình đòi hỏi quyền lợi thì mình cũng phải có tiếng nói trong những cái đúng cho những cái chỗ như vậy. Thì một nửa cái thưa quý vị, mong quý vị đến thật là đông, đó là cái chúng ta đến trước và chúng ta cũng vui, chúng ta cùng celebrate cái dịp 15 năm, sau đó thì chúng ta thể hiện cái sức mạnh, cái sự đoàn kết của cộng đồng chúng ta. Thì luật sư Lân cũng có nói sẽ rất là nhiều quý vị dân cử, quan khách từ xa đến để cùng chung vui với cộng đồng người Việt chúng ta. Cũng sẽ có một cái chương trình văn nghệ của các anh chị em trong câu lạc bộ Thiện Nghệ Sĩ, các em thiếu nhi, các một số cộng đồng bạn, cộng hội đoàn cũng sẽ đến để cùng chung vui. Và một đêm rất là vui, chắc chắn sẽ có một cái bánh sinh nhật thật là lớn, chắc là luật sư Lân phải lên đó thổi 2-3 cái đèn cầy của luật sư Lân. Nhưng mà sư bác sĩ trước hết phải kiếm nhiều bảo trợ, tài trợ cho cái bánh. Hiện nay chúng tôi chưa có tiền để mà tài trợ cho cái bánh lớn như vậy. Nhưng mà hy vọng sẽ có một vị ân nhân nào đó trang trả cho cái chi phí của cái bánh này, chúng tôi đang xin tiền. Luật sư đang phải chuẩn bị để thổi một lúc 35 cây đèn cầy. Kính thưa quý vị, thì mong rằng cái ngày vui của cộng đồng chúng ta có chỉ là một cái bước, thì tiếp theo là chúng ta sẽ có thêm 35 rồi 45 năm, 55 nữa, 5 năm nữa chúng ta tiếp tục muốn thế những thế hệ trẻ như là luật sư Lân và những người đã đi qua, như là luật sư Trần Thế Vân, anh Biểu Tài Đức Trí, anh Charlie Nguyễn Mạnh Trí, những thế hệ phải nói là thế hệ thứ 1.5 đến thế hệ 2, cũng phải nói là lót những cái viên gạch đầu tiên để chúng ta có một cái cộng đồng vững mạnh, có một cái Lý Sài Gòn ngày hôm nay 35 năm. Chúng ta chắc chắn là chúng ta không muốn là dừng lại ở đây, mà thế hệ trẻ phải tiếp nối và chúng ta phải làm cái gì đó để các em có thể nhìn lại và tự hào và cảm thấy là đây là cái nơi chúng ta các em muốn trở về, chứ không phải là một cái nơi cũng giống như bao nhiêu cái thành phố khác, đúng thưa luật sư? Dạ. Dạ vâng, đây cái biểu tượng rất là quan trọng, là tại vì cho dù bên cạnh 35 năm chúng ta cùng cộng đồng Việt Nam, chúng ta phải chuẩn bị gần 50 năm ngày mất nước nữa. Dạ. Khi mình 50 năm như vậy, chúng ta không phải là chỉ là đau buồn nhớ tới ngày đó, mà chúng ta phải chứng tỏ cái thành tích, những cái thành quả chúng ta sau bao năm, để mà chứng tỏ cho mà thấy rằng vì có không khí tự do chúng ta đã thành công phát triển như vậy, để đối nghịch lại những cái gì Việt Nam trong nước họ có được sau 35 năm. Dạ. Thì cái sự thành công của chúng ta là điều rất là quan trọng, và chúng tôi cũng đang chuẩn bị, không sau cái 35 năm chúng ta phải chuẩn bị cho cái lễ, không phải là lễ hội nhưng mà cái ngày tưởng niệm lần thứ 50 mất nước. Nhưng mà chúng tôi muốn dùng những cái thành tích, những cái thành quả của cộng đồng Việt Nam chúng ta từ mọi lĩnh vực để chứng tỏ cái sự thành công của cái không khí của đất nước tự do nó là như vậy. Dạ. Kính thưa quý vị, nhắc đến cái chặng đường bao nhiêu năm, 48 năm và ngày hôm nay cái sự trưởng thành của cộng đồng chúng ta, thì trong cái sự trưởng thành đó, ngoài lĩnh vực thương mại, trưởng thành trong chính trị, thì tất nhiên sẽ có nhiều người ra tranh cử, rồi cái sự có những cái sự khác biệt về cái cách thức làm việc, về cái tư tưởng khác nhau, trong một xảy ra một vài cái xáo trộn cho cộng đồng, cái đó đều không thể tránh khỏi trong cái sự trưởng thành cái nền dân chủ. Chỉ có nền dân chủ chúng ta mới thấy có những người đưa ra những ý kiến khác biệt với nhau. Tuy nhiên, suy cho cùng thì chúng ta cũng cố gắng đoàn kết để nắm tay nhau, đó là mục đích mà chúng ta nghĩ là cả cộng đồng chúng ta mong muốn làm được điều này. Và cái lễ hội 35 năm thành lập Lý Sài Gòn cũng là một dịp để Cao Minh Hưng cũng như tất cả mọi người cũng mong rằng cùng với ban tổ chức, cùng với trưởng ban tổ chức là luật sư Lân đây, mọi người gạt qua một cái những cái dị biệt, những khác biệt, rồi chúng ta cùng ngồi lại với nhau để tiếp tục xây dựng cái cộng đồng chúng ta ngày càng lớn mạnh hơn, thì chắc chắn cái đó cũng là ước vọng của ban tổ chức, không thưa luật sư Lân? Dạ vâng. Dạ. Và đúng như vậy, cảm ơn bác sĩ Cao Minh Hưng đã nhắc nhở điều đó, và chúng tôi luôn trân trọng những cái ý kiến như vậy, mà chúng tôi hiểu rằng trong sự lớn mạnh phát triển chúng ta phải có đi đôi với cái sự chống đối, đi đôi với những ý kiến khác biệt, và vì những cái khác biệt đó chúng ta mới có cái sức mạnh chung. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cùng với bác sĩ Cao Minh Hưng chỉ muốn nói là những cái chống đối đó phải nằm trong mục đích xây dựng, giúp đỡ nhau mạnh hơn, chứ không phải triệt hạ lẫn nhau rồi tất cả mọi người đều bị thiệt thòi, bị thất bại hết. Và đó là hai cái sự khác biệt của cái sự chống đối với cái mục đích gì. Dạ. Là như vậy thưa bác sĩ. Đúng như vậy, Cao Minh Hưng rất đồng ý với luật sư Lân trong cái tinh thần đó, chúng ta muốn xây dựng một cái cộng đồng vững mạnh để thế hệ trẻ nhìn lại họ không chán nản, không bị thất vọng về cái sự tranh chấp giữa những người thế hệ
cha chú của mình, để các em cảm thấy là cộng đồng là một cái nơi, cái nôi ấm để các em có thể tìm về và tiếp tục. Những thế hệ trẻ thì như là luật sư trong cái vai trò là trong cái hội đồng giáo dục thì thấy là bao nhiêu các em, bao nhiêu cái tài hoa của cộng đồng Việt Nam chúng ta, và chúng ta không muốn các em chán nản với cộng đồng, một em sẽ trở về một nữa thì một lần trở lại với chương trình kỷ niệm 35 năm thành lập. Mong vì đến thật thật là đông vào ngày thứ bảy 10 tháng 6 lúc 4 giờ bên trong khu Phước Lộc Thọ, thương xá Phước Lộc Thọ, để chúng ta cùng chung vui, cùng mình nói lên cái sự lớn mạnh của cộng đồng Việt Nam chúng ta. Một nữa rất là cảm ơn luật sư Lân. Không biết là có điều gì cho luật sư Lân muốn chia sẻ trong những ít phút của chương trình ngày hôm nay thưa luật sư? Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Cao Minh Hương đã luôn luôn hỗ trợ không những cái dự án này mà rất nhiều sinh hoạt khác của cộng đồng. Nhân cơ hội này chúng xin thành thật kính mời quý đồng hương từ đủ mọi thành phần, từ các đoàn thể, các chức sắc, các tôn giáo, cũng như hội đoàn cộng nhân đến tham dự ngày lễ hội Hoa Đăng vào ngày thứ bảy 10 tháng 6, tôi bắt đầu từ 4 giờ chiều, để chúng ta thể hiện cái sức mạnh đoàn kết của chúng ta trong một cái dịp rất là đặc biệt này. Và chúng tôi mong rằng nếu quý vị có những cái thắc mắc, những góp ý, những cái đóng góp về vấn đề chương trình văn nghệ hay là những cái đóng góp tài chính, xin liên lạc với chúng tôi ở cái số điện thoại văn phòng chúng tôi là 714-891-1901, và hy vọng chúng tôi có thể giải thích, giải đáp hay là tiếp ứng những cái sự đóng góp của quý vị. Vậy là cảm ơn luật sư Lân rất là nhiều. Phải là một người dấn thân trong bao nhiêu năm qua chỉ vì cộng đồng, vì tương lai của thế hệ trẻ, mà chắc chắn quý vị đã nhìn thấy sự làm việc của anh, không riêng anh mà tất cả các vị trong ban tổ chức. Thì chúng tôi mong rằng quý vị một lần nữa ủng hộ cho ban tổ chức và đến tham dự thật đông ngày lễ hội Hoa Đăng Lia Sài Gòn 35 năm thành lập, đúng vào ngày thứ bảy 10 tháng 6 lúc 4 giờ. Ở đây thì chúng tôi xin phép được ngưng chương trình talk show ngày hôm nay. Kính chúc tất cả quý vị, đặc biệt là quý vị khán giả thân thương của đài IBC TV luôn được nhiều sức khỏe. Cảm ơn ban kỹ thuật, các anh trong ban kỹ thuật, trong ban giám đốc, các thầy cũng đã luôn luôn hỗ trợ những cái chương trình sinh hoạt này để đưa những cái chương trình, những tiếng nói đến khắp nơi, để đồng hương chúng ta có dịp biết thêm về những thông tin này. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, quý vị có thể liên lạc với Cao Minh Hưng qua số điện thoại 714-403-9315. Một nữa cảm ơn luật sư Lân và cảm ơn quý vị theo dõi chương trình, và chúng tôi xin kính hẹn vào chương trình talk show lần sau. Xin trân trọng kính chào quý vị. Tình nghệ sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời Việt thương ngàn năm văn hiến, đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng...